Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng.com của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn là một chiếc xe Touring 700C có tên là 703. Như các bạn biết thì nhiều người rất là muốn sở hữu cái xe đạp mà Nhật bãi dòng Touring thể thao, nhưng mà đôi lúc thì cái kinh tế của mỗi người thì nó cũng khác nhau. Thì có những dòng Nhật thì nó khoảng 6-7 triệu, 5-6 triệu. Nhưng mà trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu mà Touring rất là hợp lý với cái túi tiền bình dân. Và cái mẫu Touring 703 xe cũng được trang bị là xe cũng được chế tạo bằng khung nhôm hợp kim nhôm rất là nhẹ. Cái xe chỉ có khoảng trên dưới 10 cân, được trang bị 3 đĩa và 7 lít. Đây là chiếc xe nội địa Nhật Bản. Đó. Vành 700C dòng Touring. Trang bị 3 đĩa 7 lít. Các bạn thấy này. Xe các cái bộ phận chuyển số rất là mượt mà. Hầu hết các phụ tùng thì đều bằng nhôm, may ơ bằng nhôm, vành nhôm, đũa này thì bằng inox. Đũa inox không han. Cùi đè thì là Shimano Six. Dòng này thì cũng là một dòng cùi đè cũng thuộc đời thời xưa, nhưng mà sử dụng khá là tốt. Xe trang bị khung nhôm phanh V. Chiếc yên ấy còn nguyên bản, mình cũng tất cả các xe của mình thì đều là để nguyên bản, không có bọc lại. Nên là cái da này thì nó vẫn ngồi tốt nên là mình không có bọc lại yên. Yên nguyên bản. Khung zin. Như các bạn thấy là có những cái tem mà nó chứng tỏ là cái chiếc xe này đã được sử dụng ở Nhật. Nên còn tại sao mà phân biệt xe sử dụng ở Nhật hay là xe lắp mới, thì trong kênh của mình có những cái video mà mình đã hướng dẫn các bạn phân biệt xe lắp mới và xe đã qua dùng tại Nhật. Thì nó phải có những cái chiếc tem như này, mà tem này nó có cái độ ố theo thời gian rồi thì không thể nào mà làm mới được. Đấy. Thì để mà với cái nhu cầu mà đi lại bình thường hoặc là tập thể dục thể thao thường ngày, mà một cái tầm tiền mà nó chỉ khoảng trên dưới 3 triệu đồng cho một chiếc xe như thế này, thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt cho các cái bạn mà không có dư giả về kinh tế, thì có thể lựa chọn là một chiếc xe mà cũng đến từ đất nước Nhật Bản và được chế tạo bằng khung nhôm và trọng lượng khá là nhẹ. Các bộ chuyển động thì nó cũng hầu như giống các cái xe thương hiệu kia, nhưng mà con này nó không có thương hiệu thôi, thì giá chiếc xe nó chỉ vào khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Như vậy đáp ứng tốt cho nhu cầu tập thể dục thể thao hoặc là đi lại hàng ngày hoặc là đi làm của các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất, và hãy ấn like để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn.